Thưa quý vị, tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện nghị quyết số 10 của bộ chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn chỉnh nội dung phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tích hợp vào quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đa soát sửa đổi bổ sung, hoàn thiện quy định về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, phù hợp với thực tiễn, cải tạo, chuyển đổi các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ, tiêu tốn nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng. Đến năm 2030, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, hiện đại hóa công nghệ chế biến đá, các xây dựng, xi măng và các loại vật liệu đang sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, phát huy tối đa hiệu quả từ các loại khoáng sản tiềm năng trên địa bàn, đóng góp vào nền kinh tế của tỉnh, loại hoàn toàn công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển các loại vật liệu xây dựng xanh, vật liệu thay thế thân thiện với môi trường.